Mình giới thiệu với các bạn các loại con cá này. Đây là giò cá nhỏ này. Đấy. Giò cá nhỏ hay tên gọi khác là con cá nhỏ hay là cây Napoleon. Đấy. Cái đầu này giống như cái mũ của Napoleon. Đó. Thì cái cây con cá nhỏ này kích thước nó dài khoảng 12,5 cm, nặng 12 g. Chất liệu là đầu này bằng inox này, đầu này bằng sừng hoặc bằng nhựa này, bây giờ thì chủ yếu bằng nhựa thôi. Đấy. Công dụng thì mình sẽ đẩy trên các vùng mặt cánh tay bàn tay, mình sẽ dò huyệt. Đấy, ví dụ mình đẩy như này, cứ thấy chỗ nào nó gợn gợn nó khác thường thì mình ấn vào hoặc là mình rung. Đấy. Mình đẩy mình dò tìm huyệt khắp trên mặt. Đấy. Hoặc là mình gặp gạch khắp mặt này để cấp cứu ngất xỉu này, để làm đẹp da này hoặc giảm đau. Ví dụ mình đau dạ dày chẳng hạn thì mình gạch tại cái vùng dạ dày để làm giảm đau dạ dày. Đấy. Rồi ví dụ mình đẩy cái giò mình tìm thấy một cái điểm khác thường là rồi mình không gạch nữa, không ấn nữa, mình đổi sang mình dùng cái đầu giò này mình ẩy như này, cái đầu này gọi là đầu con cá, mình đẩy đẩy như này khoảng vài chục cái. Đấy, thì nó có tác dụng là làm lưu thông khí huyết và nó tác động êm dịu, phòng ngừa và chữa các bệnh. Đấy. Thì đây là giò con cá nhỏ. Thì cái những bạn nào mà có cái giò đầu giò này thì thôi, thì mình sẽ mua cái này. Cái này là cá hai đầu đồng sừng. Đấy. Thì những cái người mà nóng, người nhiệt ấy, người mà thích mát ấy, thì mình dùng cái đầu này mình ủi, có tác dụng làm mát, làm đẹp da này, làm êm dịu này, làm giảm bớt các sinh huyệt đi. Như ta biết thì sinh huyệt là cứ có bệnh thì nó nổi lên mặt da, mình tác động như này dần dần mình sinh huyệt nó sẽ biến mất hết, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái bệnh nó sẽ giảm dần. Đó, thì mình sẽ dùng cả hai đầu như thế này. Đấy. Đây là con cá lớn các bạn này, cá lớn này. Thì kích thước của nó dài khoảng 20 cm, nặng 35 g. Chất liệu đầu ủi bằng sừng nhựa cao cấp, đầu này có thể bằng gỗ. Thì công dụng của nó là đẩy trên cổ gáy, cạnh bàn tay, bàn chân, mặt lõm, trên lưng, cánh tay, cẳng chân, mặt lồi, làm lưu thông khí huyết, chữa khối u trên da hay do chấn thương làm tụ máu sưng đau. Ví dụ mình đẩy này, đẩy trên cổ gáy này. Đấy, cổ gáy mình đây. Rồi cạnh bàn tay, bàn chân, cạnh bàn tay, bàn chân như này. Đấy, lưu thông khí huyết thì đương nhiên nó sẽ làm giảm đau rồi. Ví dụ bị tắc tĩnh mạch chi này, tay này thì mình sẽ đẩy như này, hướng về phía tim. Hướng về phía tim. Mình chữa tắc tĩnh mạch hoặc giãn tĩnh mạch chân cũng thế. Mình ví dụ đây là gót thì mình cũng đẩy từ gót hướng về tim, mục đích là giúp cho máu huyết đưa đi về tim được tốt hơn. Thì nhiều người những cái vết này nó, những cái đường tĩnh mạch này nó nổi lên ấy, nó xanh nét ở đây này, thì mình đẩy này thì nó sẽ hướng hết về tim này. Đấy. Rồi ở trên lưng mình ấy, trên lưng này. Đó, trên lưng thì mình sẽ dùng cái này, mình ủi hai bên cột sống lưng hoặc là ủi khắp trên mặt lưng thì có tác dụng là chữa các bệnh liên quan đến đau lưng. Đó, có đau lưng. Đấy. Là cái cây ủi này thì nếu mà đẩy như này nó rít quá, mình có thể bôi thêm một ít kem dầu dừa hoặc các chất bôi trơn ở đây. Đây là mình làm ví dụ trên tay, còn các bạn có thể cho bệnh nhân nằm xuống này, mình đẩy khắp trên da lưng của bệnh nhân. Đó. Đây chính là con cá lớn.